thưa quý khán giả, thế khó của Ngân hàng Trung ương châu Á, Việt Nam cũng trong vòng xoáy. Đây chính là tiêu điểm của bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Thông qua nội dung phân tích của tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol, Vương quốc Anh, kính mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý khán giả, ngày 24 tháng 4, Ngân hàng Trung ương Indonesia bất ngờ nâng lãi suất ngắn hạn lên 6,25% một năm nhằm hỗ trợ đồng rupiah sau khi đồng tiền này rơi xuống đáy 4 năm. Đây cũng là lần nâng lãi suất đầu tiên của Indonesia kể từ tháng 10 năm 2023. Thực ra, với những người theo dõi diễn biến tỷ giá của các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á cho thấy điều này chỉ là sớm muộn mà thôi, vì Ngân hàng Trung ương Indonesia không nhiều lựa chọn. Và như một số phân tích trước đó vào ngày 16 tháng 4 trên Reuters, đồng rupiah của Indonesia lao dốc đã làm thay đổi kế hoạch chính sách và nền kinh tế Indonesia đang chuẩn bị cho việc nới lỏng tiền tệ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh ngoài mong đợi của đồng tiền nước này buộc Ngân hàng Trung ương Indonesia phải miễn cưỡng tăng lãi suất vào ngày 24 tháng 4. Tình huống của Indonesia là tình huống chung của nhiều nước châu Á hiện nay bởi triển vọng lãi suất đồng đô la Mỹ duy trì cao hơn trong thời gian lâu hơn, đang gây khó cho nhiều nền kinh tế mới nổi trên toàn cầu, bao gồm các nước ở châu Á. Điều này cũng dễ hiểu vì 4 năm trước, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài đã mua trái phiếu định giá bằng đồng rupiah do mức chênh lệch lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm nước này với trái phiếu chính phủ Mỹ cùng kỳ hạn lên đến gần 7,5%, còn hiện tại chênh lệch đó dưới 2%. Một số nước khác như Trung Quốc thì khó khăn hơn khi đã buộc phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, thì Mỹ lại giữ lãi suất cao lâu hơn dự kiến, khiến cho áp lực lên đồng nội tệ càng tăng thêm. Tình huống của Nhật còn tệ hơn với lãi suất quá thấp của đồng yên. Vì vậy, đồng yên Nhật liên tục trượt giá xuống những mức thấp nhất trong 34 năm, có lúc vượt mốc 160 yên Nhật đổi 1 đô la Mỹ. Nhưng không phải nước nào cũng có thể tăng lãi suất như Indonesia. Ví dụ như trong trường hợp của Nhật, Ngân hàng Trung ương nước này vẫn muốn giữ nguyên lãi suất để tiếp tục quan sát. Các ngân hàng trung ương ở châu Á nói riêng và thị trường mới nổi nói chung đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt họ muốn tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, điều mà một số nước ở Mỹ Latin và Trung Quốc đã làm. Bởi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt nhiều khó khăn và những bất ổn về địa chính trị đang tạo thêm sức ép mới. Mặt khác, việc đồng đô la Mỹ ngày một mạnh lên đã khiến nhiều nước bối rối không biết có nên cắt giảm lãi suất tiếp hay không. Ông Krishna Srinivasan, giám đốc vụ châu Á-Thái Bình Dương của IMF cho rằng, kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách lãi suất của Fed đã dao động trong những tháng gần đây, tức sẽ không ai nhận biết được thời gian. Do vậy, ông Krishna khuyến nghị các ngân hàng trung ương châu Á tập trung vào lạm phát trong nước, tránh đưa ra các quyết định chính sách phụ thuộc quá mức và các động thái được dự đoán của Fed. Bài toán của các ngân hàng trung ương ở thị trường mới nổi châu Á lúc này đó là liệu có nên trì hoãn cắt giảm lãi suất, thậm chí tăng lãi suất trở lại để chặn đứng các lệnh đặt cược đồng tiền nước mình tiếp tục giảm giá của giới đầu cơ hay không. Nếu không phát tín hiệu giảm chênh lệch lãi suất, lệnh đặt cược đồng tiền mất giá sẽ càng nhiều, cộng thêm hoạt động kinh doanh chênh lệch tỷ giá mạnh lên sẽ tạo ra nhiều áp lực đẩy đồng nội tệ các nước này mất giá. Đây là tình huống có thể nhìn thấy với đồng nhân dân tệ, yên Nhật và won Hàn Quốc, nhưng cũng tồn tại với những đồng tiền ít được chú ý hơn, bao gồm cả Việt Nam đồng. Một câu hỏi khác là liệu có nên sử dụng dự trữ ngoại hối để bán ra can thiệp nhằm giữ cho đồng nội tệ không giảm quá mạnh nữa hay không? Trong tuần qua đã có những tín hiệu can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để hạn chế đồng yên biến động quá bất thường, như cách mà quan chức Nhật cảnh báo thị trường. Thế nhưng các nhà kinh doanh tiền tệ cũng nhận ra các ngân hàng trung ương không thể can thiệp mãi vì dự trữ ngoại hối hạn chế. Các nhà kinh doanh tiền tệ cho biết các vị thế bán đồng yên vẫn ở mức cao nhất kể từ năm 2007, cho thấy các nhà đầu cơ vẫn chưa sợ hãi trước những cảnh báo chính thức lẫn các tin đồn về chuyện ngân hàng trung ương bán đô la Mỹ để can thiệp. Đúng là chính sách tiền tệ của Fed không dễ dàng nữa. Như Chủ tịch Powell phát đi cảnh báo, lạm phát vẫn còn quá cao và khả năng kéo giảm lạm phát không được đảm bảo. Điều này củng cố cho quyết định giữ nguyên lãi suất chứ không cắt giảm lãi suất. Dù ông Powell vẫn kỳ vọng lạm phát tiếp tục hạ nhiệt trong năm nay, nhưng tỏ ra không quá tự tin về vấn đề này. Ông Powell cũng khẳng định Fed không hài lòng với mức lạm phát 3% và cam kết với mục tiêu 2%. Điều này cho thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới là không dễ diễn ra và kỳ vọng các lãi suất lại bị đẩy về tháng 9.
Trong bối cảnh số liệu GDP vừa công bố của Mỹ không khả quan và một số doanh nghiệp niêm yết Mỹ đã điều chỉnh dự báo lợi nhuận theo hướng giảm xuống, thì việc cắt giảm lãi suất vẫn có thể diễn ra trong năm nay, nhưng mức cắt giảm có thể sẽ ít hơn và thời điểm có thể bị đẩy về xa hơn. Chủ tịch Fed cũng từ chối nói về khả năng không cắt giảm lãi suất trong năm nay, nghĩa là kịch bản đó cũng vẫn bỏ ngỏ. Nói cách khác, tuần trăng mật cho chính sách tiền tệ của Fed cũng đã qua, ý chỉ giai đoạn mà lạm phát giảm nhanh và không cần tăng lãi suất nữa, và đoạn đường sắp tới khó khăn hơn nhiều. Như đã phân tích ở trên, các ngân hàng trung ương nước khác muốn tự quyết độc lập với Mỹ cũng không dễ, và công việc của họ sẽ khó khăn hơn nhiều, khi Fed bây giờ cũng đang ở ngã ba đường trong chuyện có nên cắt lãi suất nữa hay không. Bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và giữ ổn định đồng tiền đang ngày một khó hơn, và ngân hàng trung ương sẽ cần chi viện từ phía chính sách tài khoá. Vì thế trận phía chính sách tiền tệ đang ngày một căng thẳng, cơ hội dùng lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế đang ngày một hẹp dần. Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại nhưng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% khá nhiều, lương vẫn tăng và tiêu dùng vẫn mạnh, thị trường lao động chưa có dấu hiệu yếu đi rõ rệt, một bức tranh khá phức tạp cho quyết định có nên nhả phanh lãi suất sớm hay không. Fed nói riêng và ngân hàng trung ương các nước nói chung đều đang âm thầm sợ lạm phát vọt lên trở lại, trong khi tăng trưởng thì trì trệ. Người ta lại đang bắt đầu nói về đình lạm, tuy xác suất này không thật sự cao, nhưng không ngân hàng trung ương nào dám nói chắc sẽ không có chuyện đó, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Thách thức hiện nay cho ngân hàng nhà nước Việt Nam chính là việc phải duy trì chính sách hướng tới ổn định tỷ giá, tránh các cú sốc do biến động tiền tệ đột ngột, nhưng đồng thời phải được hài hòa. Đồng đô la Mỹ tăng giá so với thế giới, nên tâm lý găm giữ và nhu cầu nhập khẩu đều đóng vai trò nhất định, có khi nằm ngoài khả năng chi phối của cơ quan điều hành chính sách như ngân hàng nhà nước. Bài toán khó hiện nay của ngân hàng nhà nước Việt Nam là phải liệu cơm gấp mắm, không thể can thiệp mãi được, nhưng cũng không thể buông để tỷ giá biến động mạnh như thời điểm 2011, góp phần vào vòng xoáy lạm phát. Kính thưa quý khán giả, trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước tăng như hiện nay, đồng nội tệ mất giá mạnh còn tạo ra nguy cơ tích trữ quá mức vàng và những phương tiện đầu cơ khác, cũng như có khả năng đẩy lạm phát lên cao ngoài mức ổn định. Với thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.